Sản phẩm mới của Perfect Body Shaper giúp bạn có thân hình đẹp, giảm cân nhanh chóng. Với tác động của Body Shaper, bạn nhìn thấy ngay hiệu quả và cảm nhận ngay khi sử dụng. Body Shaper làm tăng mỡ thừa, thon gọn cơ thể. Chỉ cần ngồi lên mà không làm gì cả, Body Shaper sẽ tập cho bạn. Body Shaper được thiết kế để bạn có thể tập bất cứ bộ phận nào trên cơ thể một cách dễ dàng, đạt hiệu quả nhanh. Chỉ cần ngồi lên máy 10 phút mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn hợp lý, bạn sẽ giảm ngay 3kg trong vòng 15 ngày. Bạn muốn làm tăng mỡ thừa và săn chắc vùng bụng, bạn thấy không? Body Shaper tác động mạnh lên vùng bụng một cách hiệu quả. Hiệu quả sẽ tăng hơn nữa nếu bạn đặt bụng trực tiếp lên Body Shaper. Với tư thế này, hiệu quả sẽ tác động lên vùng tay, vai, ngực, bụng cùng một lúc. Còn tư thế này sẽ làm thon gọn và mạnh khỏe đôi chân của bạn. Còn với kiểu ngồi này sẽ làm mông, bụng, đùi bạn săn chắc, thon gọn. Còn ngồi với tư thế này thì toàn thân bạn được Body Shaper tác động cùng một lúc. Hàng ngày ngồi trên Body Shaper giúp máu huyết lưu thông, cơ thể không bị đau nhức, sức khỏe dồi dào mà lại có vòng eo nhỏ, thân hình đẹp và thon gọn. Là diễn viên, việc giữ thân hình và sức khỏe với tôi rất quan trọng. Body Shaper là phương pháp giữ thân hình sức khỏe tốt nhất của tôi. Thật tuyệt vời, hàng ngày Body Shaper tập cho tôi không cần phải tập. Body Shaper còn rất hữu ích cho sức khỏe con bạn, chống béo phì, giúp phát triển cơ thể một cách hiệu quả. Với những người lớn tuổi, Body Shaper là người bạn bảo vệ sức khỏe và chống nhức mỏi tuyệt vời. Đau nhức chân hoặc bàn chân, chỉ cần ngồi và gác hai chân lên Body Shaper thì đau nhức không còn nữa. Thường hay đau lưng, chỉ cần nằm với tư thế này sau 10 phút sẽ giảm đau nhức nhanh chóng. Đau nhức ở tay và vai thì đặt hai tay lên Body Shaper sẽ cảm thấy ngay hiệu quả của Body Shaper mang lại. Người lớn tuổi ngồi với tư thế này vài lần mỗi ngày, sự tác động của Body Shaper kích thích các khớp xương, cơ, tế bào, hệ thần kinh hoạt động hiệu quả hơn, giúp máu huyết lưu thông, cân bằng bộ máy sinh học, làm sức khỏe họ tốt hơn, không còn bị đau nhức cơ thể. Bạn thấy đó, sự ích lợi và hiệu quả của Body Shaper là rất cần thiết cho gia đình bạn. Đây là một sản phẩm tuyệt vời và hiệu quả. Bạn có thể nhìn thấy hiệu quả ngay mà không phải chờ đợi.